Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái kìm bấm cốt HD202V. Trên tay mình đây là cái kìm bấm cốt này HD202V. Về phần chi tiết, đây là phần để cắt dây này. Ở trên là hỗ trợ cắt các cái hỗ trợ bóc các cái đầu cốt. Đầu cốt đây, các bạn có thể tham khảo ở trên trong web bán linh kiện này. Đầu cốt gài 6.3 thì ở đây cái kìm này nó có hỗ trợ từ kích cỡ từ 10 đến 14, 16 đến 18 và 20 đến 22. Còn ở phần trên này là hỗ trợ bấm cái đầu các cái lõi header. Các bạn có thể tham khảo ở trên trang web này. Thì ở đây nó sẽ hỗ trợ các cái kích thước là từ 14 đến 26. Đây. Các kích thước này. Lò xo khá là chắc chắn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm cái đầu cốt gài cái loại 6.3 màu đỏ. Ngoài ra thì có rất là nhiều màu như màu xanh, màu vàng. Đấy. Đây mình chuẩn bị hai cái dây. Các bạn có thể sử dụng phần này để cắt. Đấy. Đầu tiên bạn tuốt một khoảng đoạn dây đút vào đây. Anh em cứ đút nhiệt tình, đút càng sâu càng tốt. Đấy. Thì sẽ cho vào cái phần kích thước là 16 đến 18. Và tiến hành bóp. Đó. Đút này. Đút càng sâu càng tốt. Thì các cái đầu gài này chúng ta có thể gài vào các cái đầu của ắc quy. Khá là chắc chắn. Rồi, thì trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn sử dụng cái kìm bấm cốt HD202B. Đó. Thì ngoài ra có một số các cái loại kìm bấm cốt khác như các bạn có thể thấy trên đây. Kìm bấm cốt SN2549 này, SN02, kìm bóp IDE đây. Các bạn có thể tham khảo trên trong bài linh kiện nhé. Rồi thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn. Và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.